và câu lạc bộ Việt Mẫu Nhí. Tiết mục tiếp theo, nét đẹp bọt đường của trường mầm non Hoa Anh Đào, và xin mời tất cả các tiết mục chúng ta vào vị trí để bắt đầu với lễ tổng kết. Chào các tay thật lớn cho lễ tổng kết và trao giải các hội thi. Chào mừng tháng nhân thầy cô 20 tháng 11 năm 2018. Xin phép được bắt đầu. Đẹp nhất của đời học sinh như ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm và cùng ghi nhớ công ơn của những người thầy người cô, những người lãnh đạo và những người đã dìu dắt và trang bị trong tất cả chúng ta những kiến thức để trở thành những người hữu ích xã hội.